Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bí mật người nổi tiếng. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi các bạn nhé. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử của ca sĩ Tân Nhàn và những bí mật cuộc sống đời tư ít ai biết. Tân Nhàn sinh năm 1982 tại tỉnh Hà Nam, hiện nay tách ra thành ba tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, là một nữ ca sĩ trẻ người Việt Nam, từng giành một giải cống hiến trong tổng số hai đề cử học vị tiến sĩ. Cô là học trò của ca sĩ Lan Anh, nữ hoàng opera Việt Nam. Cô theo học Lan Anh 8 năm, hiện nay cô hát những ca khúc thuộc dòng âm nhạc, mang âm hưởng dân gian và nhạc đỏ. Khởi đầu thành công trong sự nghiệp ca hát của Tân Nhàn là giải nhất phong cách dân gian tại Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 2005 do ban giám khảo và khán giả truyền hình bình chọn khi thể hiện thành công bài hát Trăng Khuyết. Ngoài sự nghiệp ca hát, Tân Nhàn hiện nay đang còn là giảng viên, phó trưởng khoa thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tân Nhàn sinh ra và lớn lên tại một làng rất nghèo, nhà chỉ có hai mẹ con, mẹ cô thì làm công nhân nhà máy gạch, thường xuyên phải làm đêm và để Nhàn ở nhà một mình. Cuộc sống gia đình cô khi ấy vô cùng khó khăn, hàng ngày mẹ cô đi làm và khóa cửa lại. Tân Nhàn tự ăn uống, học bài và tự chơi một mình. May mắn thay, chính niềm đam mê ca hát đã giúp cô bé Tân Nhàn ngày ấy vui lên rất nhiều. Cô hát khi băng rừng đi học, khi nấu cơm, khi lủi thủi ở nhà một mình. Tuổi thơ của Tân Nhàn tuy khó khăn nhưng tràn ngập tiếng hát vui vẻ của cô. Và rồi mỗi lần hát quê mẹ, mắt Tân Nhàn lại rưng rưng lệ. Bởi đó, như những thước phim tái hiện quá khứ, quê hương xưa hoài niệm, tuổi thơ thơm ngọt, ruộng đồng bát ngát, nắng lấp loáng, chiều vàng mênh mông chân trời. Chưa một lần Tân Nhàn phủ nhận, thời thơ ấu dù buồn hay vui đó cũng là một phần trong cuộc sống, đã cho cô nhiều trải nghiệm quý giá. Tân Nhàn là một nữ ca sĩ trẻ người Việt Nam, cô là học trò của nữ hoàng opera Việt Nam, ca sĩ Lân Anh. Năm 2008, giọng ca Tình Ta, Biển Bạc Đồng Xanh còn vô cùng vinh dự khi giành được giải nhất cuộc thi thính phòng. Nhạc kịch toàn quốc là một trong những ca sĩ hát nhiều ca khúc thuộc dòng nhạc mang âm hưởng dân gian và nhạc đỏ đắt khách, Tân Nhàn đã cho ra mắt công chúng yêu nhạc, nhiều sản phẩm được giới chuyên môn đánh giá cao. Yếm Đào Xuống Phố, Lại Phật Con Về, Sông Đợi, Giọt Thời Gian, Chiều Nắng. Tân Nhàn yêu thích và thường thể hiện các ca khúc mang chút âm hưởng dân gian và ca ngợi tình yêu quê hương đất nước. Vì vậy mà cô tới gần với khán giả nhiều tầng lớp. Chất giọng dung dị kết hợp với cách phối nhạc mộc mạc, dễ nghe đã giúp giọng Tân Nhàn chạm được vào trái tim của công chúng. Tân Nhàn tâm sự: Nhàn muốn mọi người cùng nhìn cuộc sống bằng sự bao dung nhẹ nhàng từ những điều bình dị. Đó có thể là cảm xúc mộc mạc của người con đất Việt với ngôn ngữ mẹ đẻ, là chút dỗi hờn của thiếu nữ với người yêu, hình ảnh cô gái nghệ vừa mãnh liệt nhưng vẫn dịu dàng, phút ngẫu hứng giao duyên của liền anh chị, quan họ Bắc Ninh. Đó cũng có thể là tình yêu của một chàng trai trước vẻ đẹp của ánh trăng trên dòng sông Nhật Lệ, là bức tranh quê sống động với những trầm tích văn hóa của vùng đất phố Hiến Hưng Yên. Chia sẻ lý do gắn bó với dòng nhạc dân gian, Tân Nhàn cho biết sinh ra và lớn lên ở bên lũy tre làng, nơi có cây đa giếng nước sân đình, cánh cò đồng lúa, nơi hụ tụ tất cả những giá trị mang hồn Việt, hình ảnh quê hương luôn ẩn hiện trong lòng, nên từ nhỏ tôi đã yêu thích các làn điệu dân ca và những ca khúc mang âm hưởng dân gian gắn bó với tôi đến tận bây giờ. Chính bởi tình yêu tha thiết đó, Tân Nhàn thường xuyên về quê hương biểu diễn và bài hát cô tâm đắc nhất là một sáng tác mang tựa đề Hà Nam quê hương tôi. Nhàn chia sẻ rằng mỗi lần thể hiện giai điệu ngọt ngào ấy, đặc biệt là khi trình diễn trong các chương trình được tổ chức tại quê nhà, lại như một lần cô nói với chính lòng mình: khi tôi hát về quê hương là dòng sông uốn quanh đôi bờ, là hàng tre xanh mát tuổi thơ, là hàng cau sân nhà êm thơm vào nỗi nhớ. Năm 2013 được coi là một cột mốc quan trọng đối với Tân Nhàn khi chị tốt nghiệp thạc sĩ thanh nhạc loại xuất sắc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, kết thúc 10 năm theo học thanh nhạc và trở thành giảng viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chia sẻ trong chương trình Nghệ sĩ của tháng, Tân Nhàn cho biết âm nhạc đã đem lại cho cô tất cả mọi thứ. Tân Nhàn chia sẻ, thực ra đối với ca sĩ theo dòng nhạc chính thống nói chung và phong cách dòng nhạc dân gian nói riêng, thù lao nhận được thường không cao. Tuy nhiên, bản thân tôi cảm thấy hài lòng với thu nhập đó, bởi nó đủ nuôi sống tôi và giúp tôi ra những sản phẩm âm nhạc mới chất lượng. Bên cạnh đó, là một người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Tân Nhàn luôn quan tâm đến việc giữ gìn nhan sắc và hình thức chỉnh chu mỗi khi xuất hiện trước khán giả. Cô không ngại công khai việc mình phẫu thuật thẩm mỹ để được xinh đẹp như ngày hôm nay. Đối với Tân Nhàn, ca sĩ phải phục vụ khán giả cả thính giác lẫn thị giác. Tôi nghĩ rằng ca sĩ ngoài việc hát hay thì xinh đẹp cũng rất quan trọng, bởi khán giả không chỉ muốn nghe mình hát mà còn muốn xem mình biểu diễn. Họ sẽ để ý từ khuôn mặt đến trang phục biểu diễn, thần thái của ca sĩ. Những cái đó sẽ kích thích mọi giác quan của người nghe nhạc. Tân Nhàn chia sẻ, tôi với tư cách của người nghệ sĩ cũng phải có trách nhiệm làm đẹp cho bản thân. Mọi người thường nói với tôi, phẫu thuật thẩm mỹ giấu đi chứ, nói ra làm gì để khán giả nghĩ mình có vẻ đẹp tự nhiên.
Tuy nhiên, tiêu chí của tôi là sống thật, sống chân thành, nên tôi không bao giờ giấu giếm điều đó. Hơn nữa mọi người, trước đây cũng biết tôi rất xấu. Nếu tôi nói theo thời gian tôi đẹp dần lên thì cũng không phải không ai tin. Ca sĩ Tân Nhàn làm sếp của đàn chị. Là phó trưởng khoa thanh nhạc của Học viện Quốc gia Âm nhạc Việt Nam, ca sĩ Tân Nhàn hiện là sếp của hai ca sĩ đàn chị, Anh Thơ và Lan Anh. Khi được hỏi Tân Nhàn có áp lực gì không khi làm sếp của đàn chị, Tân Nhàn chia sẻ, khi còn đang học trung học thì đã rất yêu mến hai giọng ca, chị Lan Anh và Anh Thơ. Vì cách nhau 6 tuổi nên Tân Nhàn vào Học viện Âm nhạc muộn hơn các chị. Thật may mắn khi vào trường lại được chị Lan Anh khi đó vừa tốt nghiệp đại học lại được giữ lại trường làm giảng viên, là người hướng dẫn suốt 8 năm cho Tân Nhàn cùng với Thu Hà. Hai chị đều là những người mà Tân Nhàn trân trọng và mến mộ bởi tài năng và sự phấn đấu không ngừng, cả trong giảng dạy và trên sân khấu biểu diễn. May mắn được học tập, được cái nôi đào tạo âm nhạc lớn nhất nước, nơi các chị đã từng học rồi lại trở thành đồng nghiệp cùng sát cánh bên nhau. Trong công tác giảng dạy nên Tân Nhàn đã học được rất nhiều điều. Thực ra xét về góc độ tài năng, Tân Nhàn tự nhận thấy mình còn thua kém các chị rất nhiều. Có điều, mỗi người đều có cách nghĩ và con đường đi riêng, nên ngoài việc giảng dạy, Tân Nhàn còn tham gia cả công tác quản lý. Khoa thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam giống như một gia đình, mọi người trong khoa luôn đồng lòng yêu thương và kính trên nhường dưới rất rõ ràng trong công việc ai làm việc người đó. Còn Tân Nhàn, cùng ban chủ nhiệm khoa, chỉ là người giúp đỡ cho ban giám đốc vận hành công tác quản lý trong khoa mà thôi, hai lĩnh vực tách biệt nên cũng không có gì để nói là áp lực quả. Ca sĩ Tân Nhàn bị bạn thân tố chảnh. Thu Hà kể, lần đầu tiên cô gặp bạn Tân Nhàn ở lớp học thể chất, ấn tượng đầu tiên của Thu Hà về Tân Nhàn là một cô bạn chảnh, rất khó tính và rất khó chơi. Trong khi đó Thu Hà tự nhận mình khá thân thiện với mọi người. Thấy lần nào lên lớp, Tân Nhàn cũng đứng một mình, một góc trông dáng vẻ rất cô đơn. Thu Hà liền chủ động đến gần bắt chuyện, nhưng đáp lại sự thân thiện của Thu Hà, cô bạn Tân Nhàn lại tỏ vẻ không thích nên chỉ đáp lại bằng những câu cụt lủi như bạn ơi bạn tên gì, Nhàn, bạn học lớp cô nào, cô Lan Anh, bạn quê ở đâu, Hà Nam. Mặc dù vậy, chẳng hiểu điều gì ở cô bạn chảnh này lại khiến Thu Hà cảm thấy rất mến và không từ bỏ ý định mon men lại gần bắt chuyện để cùng chơi. Thu Hà nói vui, có lẽ vì thấy mình chân thành quá nên sau này Tân Nhàn cũng đồng ý mở lòng mình, nói chuyện với bạn. Về phía Tân Nhàn, thổ lộ, thật ra hồi đó cô không có suy nghĩ chảnh hay kiêu gì, chỉ đơn giản vì vừa ở quê lên thành phố, nhà lại nghèo nên thời gian đầu cô rơi vào cảm giác tự ti đến mức trầm cảm. Tân Nhàn bảo, thời điểm đó với cô rất khó khăn nên cô tự cô lập mình không chơi với ai. Thế nhưng chính sự kiên trì bắt chuyện của Thu Hà khiến Tân Nhàn thoát khỏi cảm giác mặc cảm tự ti đó. Nhất là khi Thu Hà tâm sự về việc mình ăn chay thì Tân Nhàn lại cảm thấy có gì đó tin tưởng tuyệt đối ở cô bạn này. Tân Nhàn và Anh Thơ mâu thuẫn. Tân Nhàn được coi là đối thủ đáng gờm của ca sĩ Anh Thơ. Có tin đồn rằng giữa hai người đã nảy sinh mâu thuẫn. Về vấn đề này, ca sĩ Tân Nhàn cho biết không hề có chuyện đó. Chị Anh Thơ chính là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình làm CD. Một số bản demo tôi còn nhờ chị Thơ cho và nhận xét. Tôi là một người rất hâm mộ chị Anh Thơ. Đúng là môi trường công việc rất khắc nghiệt, nhưng những anh chị đi trước luôn chia sẻ với những đàn em, thậm chí là chia sẻ cả bài hát. Ca khúc Quảng Nam yêu thương, anh Trọng Tấn đã chọn cho album sắp tới ra của anh ấy. Nhưng tôi thích quá nên đã nhường cho tôi hát trong CD này. Chúng tôi là những ca sĩ hát dòng nhạc cách mạng, giống như một gia đình lớn. CD Đường Tàu Mùa Xuân. Nói là tôi tự làm, nhưng thực ra có sự giúp đỡ của rất nhiều người. Các bản demo tôi thường cho anh Trọng Tấn, chị Anh Thơ và chị Lan Anh nghe trước và họ thường cho tôi rất nhiều lời khuyên. Năm 2005, khi tham gia cuộc thi Sao Mai, Tân Nhàn đã quen với ca sĩ Tuấn Anh và kết hôn với nhau sau đó được một năm. Họ có chung với nhau một cậu con trai năm nay 12 tuổi, cũng có khiếu âm nhạc giống bố mẹ. Kết hôn với một đồng nghiệp, Tân Nhàn nhận được rất nhiều sự chia sẻ trong công việc lẫn trong cuộc sống. Cô từng tâm sự, chúng tôi là đôi bạn cùng tiến. Từ ngay cuộc thi Sao Mai, bước ra rồi làm việc cùng nhau, học thạc sĩ cùng nhau, tốt nghiệp cùng nhau, cùng làm live show. Trong mắt Tân Nhàn, Việt Anh là một người chồng giản dị, biết quan tâm chăm sóc vợ. Sau khi kết hôn, anh cũng lui về hậu trường, hỗ trợ cô hoạt động âm nhạc. Tân Nhàn và Tuấn Anh là cặp đôi khá đặc biệt của làng nhạc phía Bắc. Họ cùng thi Sao Mai và chính cuộc thi này đã chắp cánh cho tình yêu nảy nở. Cũng chính trong cuộc thi, tình yêu đã khiến họ thăng hoa trên sân khấu. Giải Sao Mai năm 2005, Tuấn Anh giành giải nhất dòng nhạc thính phòng, còn Tân Nhàn đoạt quán quân dòng nhạc dân gian. Năm 2007, cặp đôi chính thức kết hôn và có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Sau cuộc thi, họ trở thành cặp đôi âm nhạc ăn ý trên sân khấu. Nhiều bản song ca đến nay vẫn được khán giả yêu thích như Thăm Quê Em, Sapa, Nơi Gặp Gỡ Đất Trời. Năm 2013, Tân Nhàn Tuấn Anh thực hiện album chung Tình Ta Biển Bạc Đầm Xanh, khá thành công về thương mại. Năm 2013,
cả hai cùng tốt nghiệp thạc sĩ thanh nhạc xuất sắc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Sau đó, ca sĩ Tân Nhàn chuyển sang làm giảng viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, còn Tuấn Anh làm giảng viên tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Tuy cùng một bệ phóng từ Sa Mai, nhưng sau cuộc thi, Tân Nhàn khá thành công trên sân khấu thì chồng cô chỉ tập trung vào giảng dạy là chính. Anh vẫn đi hát nhưng không nhiều, điều này khiến không khỏi công chúng có những so sánh nhất định và đặt câu hỏi cho cả Tân Nhàn và Tuấn Anh. Trong khi vợ ngày càng thành công thì Tuấn Anh lại chọn cho mình sự bình dị kín tiếng. Anh từng nói, tôi chấp nhận lùi về phía sau để hỗ trợ cho vợ, ngày càng có chỗ đứng vững chắc hơn. Ngược lại với chồng, Tân Nhàn luôn nỗ lực hướng tới những đỉnh cao trong nghề. Cô không chọn chuyên sâu vào ca hát hay giảng dạy mà đặt mục tiêu xuất sắc ở cả hai vai trò. Về đời sống riêng, Tân Nhàn và Tuấn Anh cũng được biết đến là cặp đôi hạnh phúc. Chính vì vậy, thông tin họ ly hôn trong bí mật đã gây bất ngờ lớn cho công chúng. Ca sĩ Tân Nhàn đã lặng lẽ chia tay chồng cũ là ca sĩ Tuấn Anh sau 16 năm chung sống và bí mật kết hôn với một phó giáo sư tiến sĩ sinh năm 1980. Khiến không ít người bất ngờ, việc ca sĩ Tân Nhàn chia tay Tuấn Anh sau 16 năm chung sống, hạnh phúc khiến không ít người bất ngờ, bởi nhiều năm nay, ca sĩ Tuấn Anh vẫn luôn đồng hành cùng vợ trong nhiều dự án âm nhạc và không ngớt những lời có cánh dành cho vợ của mình. Thậm chí năm 2019, Tuấn Anh còn đứng sau một dự án âm nhạc của Tân Nhàn với vai trò là người sản xuất. Được biết hôn lễ của Tân Nhàn với chồng mới cưới chính thức diễn ra vào ngày 18 tháng 1 tại Hà Nội. Hôn phu của nữ ca sĩ sinh năm 1980 là phó giáo sư tiến sĩ, viện trưởng của một viện khoa học. Ngoài ra, anh còn giảng dạy trong lĩnh vực thể thao. Cô không để chú rể lộ diện trước truyền thông bởi muốn giữ cho mình khoảng trời bình yên sau ánh đèn sân khấu. Tân Nhàn chia sẻ, cô cũng như tất cả mọi người bình thường khác trên con đường mưu cầu hạnh phúc đều muốn được an yên trong niềm hạnh phúc của riêng mình. Với cô, đám cưới là sự khẳng định cô đã tìm được hạnh phúc mới. Chính vì vậy, cô quyết định thông báo tin vui và nhận được sự chia sẻ từ khán giả. Cũng bởi kín tiếng trong chuyện đời tư, nhưng tỉ tới sau khi hôn lễ diễn ra, Tân Nhàn mới chia sẻ hình ảnh và thông tin hiếm hoi về chồng với mọi người. Không ít người hâm mộ, bất ngờ với thông tin này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.